bầy trẻ thơ hát ru lời vàng. Ru mẹ hát ru hơi vang tận mãi xa, trong chạy thành sông thấm chung một dòng, yêu bầy trẻ ngoan mẹ dù con ngủ say mộng vàng, mẹ dù con ngủ say mộng vàng. Xin được cảm ơn giọng ca ngọt ngào và đầy cảm xúc của Thu Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Kim Tuấn, Lời Ru Của Mẹ, và cảm ơn phần phụ diễn của vũ đoàn Nice. Thưa quý vị, có câu sảy cha còn chú, sảy mẹ bố gì? Sảy cha thì còn có chú để nương tựa, bởi vì chú là máu mủ ruột thịt. Và theo quan điểm của người phong kiến thuở xưa thì có câu rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sảy mẹ bú gì? Trong chế độ xưa, xã hội ta còn nghèo, sữa bột còn rất ít, thì lỡ may đứa trẻ sinh ra không còn mẹ thì lại cho bú thép ở người gì? Thưa quý vị, và liên tục chương trình sau đây, chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ca khúc Thương Cha qua phần tham gia biểu diễn của hai tiếng hát, nghệ sĩ Tiểu Linh và người cháu gái kêu Tiểu Linh bằng cậu, đó là nghệ sĩ Hồng Phượng, và ca khúc Nỗi Buồn Mẹ Tôi sáng tác của Minh Vi qua tiếng hát của Bích Phượng và Mai Yến Chi. Mời quý vị cùng thưởng thức. Bao năm gánh nặng cuộc đời, mai sau con trẻ sáng ngời tương lai. Thương cha từng ngón tay chai, áo cha sức chỉ sơn dài bạc màu. Giang lao dù lắm khổ đau, mong cho con nhỏ sớm ngày thành nhân. Thương cha đôi mắt thâm quầng, bao năm vất vả một dần trăng ngàn. Vì con cha thân suốt năm canh, khi con đau ốm vô dành khuyên lớn. Đời con như chiếc lá non, cha như bóng cả cho con ném vào. Đời cha là những gì sao, sáng soi dẫn lối đâu là hướng đi. Giờ đây khi con đã cha đâu mong muốn đáp đền công ơn, tình cha thì mãi xa.
sắc son, trước sau cha vẫn thương con những đời. Lòng con thương cha lắm cha ơi, ơn cha xin nguyện suốt đời khắc ghi. Bao năm gánh nặng cuộc đời, mai sao con bé sáng ngời tương lai. Thương cha từng ngón tay chai, áo cha sức chỉ sơn dài bạc màu. Vàng lao dù lắm khổ đau, mong cho con nhỏ sớm ngày thành nhân. Thương cha đôi mắt thâm quầng, bao năm vất vả một dần trăng nhàn. Vì con cha thân suốt năm cần, khi con đau ốm dù dành khuyên lớn. Đời con như chiếc lá non, cha như bóng cả cho con nếp vào. Đời cha là những gì sao, sáng soi dẫn lối đâu là hướng đi. Giờ đây khi con đã lớn khôn, cha đâu mong muốn đáp đền công ơn. Tình cha thì mãi sắc son, trước sau cha vẫn thương con những đời. Lòng con thương cha lắm cha ơi, ơn cha xin nguyện suốt đời khắc ghi. Lòng con thương cha lắm cha ơi, ơn cha xin nguyện suốt đời khắc ghi. Chiếc áo năm xưa
tôi nuôi lớn khôn con, bé đột mộng tươi luộc sao mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ đó. Bây giờ đã xa đời tôi, giờ từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo con sờn da. Xin được cảm ơn tiếng hát của nghệ sĩ Bích Phượng, Mai Yến Chi, Tiểu Linh và nghệ sĩ Hồng Phượng. Thưa quý vị, Lá Sầu Riêng là một trong những vở kinh điển mà trước đây chúng ta đã từng theo dõi qua kịch, và sau này thì chúng ta lại theo dõi qua chuyển thể cải lương. Ngày hôm nay trong chương trình Trái Tim Nghệ Sĩ, chúng tôi muốn mời tất cả quý vị cùng đến với Lá Sầu Riêng qua ngôn ngữ âm nhạc. Và chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ca khúc Lá Sầu Riêng với phần biểu diễn của nam danh ca Ngô Quốc Linh. Chiến tranh ác liệt, cha tôi ra chiến trường, mẹ tôi dắt chúng tôi đi lánh nạn khắp nơi. Hòa bình, cha tôi không trở về, mẹ khóc hàng đêm trông ngóng. 5 năm sau, mẹ quyết định lập bàn thờ di ảnh cha. Mẹ tôi vất vả nuôi chúng tôi khôn lớn, nhưng mà căn bệnh ung thư quái ác đó đã cướp mất mẹ tôi. Hôm chúng tôi đưa di ảnh của mẹ lên bàn thờ đặt cạnh cha thì bất ngờ cha tôi được trở về lại. Tất cả chúng tôi đều vỡ òa, và bức ảnh của cha được đưa xuống, và trên bàn thờ chỉ còn lại một mình bức ảnh của mẹ. Thank you.
bóng má quanh miệng, lòng mẹ rộng ôm biển trời đông. Miết giường trưa vắng nghe cung bầu khoan nhạc một trời luyến thương đau. Tội bầy con bóng ôm sầu riêng, khôn lớn lên nước non hai miền. Con ông nhấn nhờ hút qua trong giường, chưa nghe giống đưa kéo kẹt ngoài hiên. À ơi, à ơi, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ sao tính tháng tính ngày. À ơi, à ơi, thiêu thiêu giấc trưa bước ai xa dần, nghe đâu úa phai chính rụng ngoài sân. Trưa vắng nghe cung bầu khoan nhạc một trời luyến thương đau. Tội bầy con bóng ôm sầu riêng, khôn lớn lên nước non hai miền. Con ông nhấn nhờ hút qua trong giường, chưa nghe giống đưa kéo kẹt ngoài hiên. À ơi, à ơi, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ sao tính tháng tính ngày. À ơi, à ơi, thiêu thiêu giấc trưa bước ai xa dần, nghe đâu úa phai chính rụng ngoài sân. Là sầu riêng bóng má quanh miệng, lời mẹ ru êm thăm từng thưa quý vị, tiếp theo chương trình sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một giọng ca trầm buồn như một dòng suối chảy đi vào lòng người.
tiếng hát của ca sĩ Ngô Quốc Linh. Thưa anh, Lá Sầu Riêng là một trong những vở kinh điển đầu tiên được dàn dựng ở thể loại kịch nói, và sau này thì được dàn dựng theo chuyển thể cải lương. Và ngày hôm nay thì anh lại thể hiện cái vở này qua ngôn ngữ trong âm nhạc. Anh có suy nghĩ gì về cái bài hát này? Cảm ơn em, cảm ơn quý vị. Khi hát bài hát Lá Sầu Riêng thì quý vị đã biết rồi, cái tuồng cải lương Lá Sầu Riêng thì là tất cả mọi người Việt Nam ai cũng biết cái tuồng này. Và khi Quốc Linh hát qua cái thể loại âm nhạc thì rất là khó, nó khó truyền tải. Tại vì là khi hát một cái tuồng thì nó có từng giai đoạn một. Còn khi hát bài hát thì mình phải cố gắng làm sao gói ghém để gửi hết tâm tư của mình trong bài hát này. Và kính thưa quý vị, và hôm nay thì Quốc Linh đã được hát bài hát này trong chương trình Trái Tim Nghệ Sĩ. Và mong sao quý vị các bạn hãy đón nhận bài hát Lá Sầu Riêng bằng tất cả nỗ lực của Ngô Quốc Linh. Và rất mong sự yêu thương quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng, xin được cảm ơn sự chia sẻ của anh Ngô Quốc Linh. Và một lần nữa thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn có những cái sản phẩm âm nhạc thật hay để gửi tặng cho quý khán giả. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dành trong cuộc đời mẹ đã cho con là một tình yêu cao quý nhất trên đời. Mẹ là cành cò diều bước con đi qua vực sâu biển lớn đèo cao. Tình mẹ bao la như biển cả sông dài. Mẹ đã cho con một dáng vóc hình hài. Mẹ nuôi con lớn khôn chẳng biết mệt nhoài. Nhìn về nơi xa xăm con trông thấy dáng mẹ. Lời ngọt mẹ tôi là câu hát à ơi. Dí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc léo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, thương con thơ dài, mẹ đâu ngại quãng đường xa xôi. Âu ơi, âu ơi, từng lời mẹ ru bên nhịp bóng đông đưa là lời ca dao theo con suốt cuộc đời. Bên tai thì thầm vẫn tiếng hát mẹ tôi. Mai sau nên người nhớ từng lời mẹ khuyên. Tình mẹ thương con không thể nào quên. Tình mẹ thương con như ngàn sao trên trời. Hy sinh cả đời mang hạnh phúc cho con. Tình mẹ cao vời con không thể nào quên. Cuộc đời mẹ đã cho con là một tình yêu cao quý nhất trên đời. Mẹ là cành cò diều bước con đi qua vực sâu biển lớn đèo cao. Tình mẹ bao la như biển cả sông dài. Mẹ đã cho con một dáng vóc hình hài. Mẹ nuôi con lớn khôn chẳng biết mệt nhoài.
Thầy nơi xa xăm con trong thầy giang mẹ, lời ngọt mẹ tôi là câu hát à ơi. Dí dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc léo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, thương con thơ dài, mẹ đâu ngại quãng đường xa xôi. Âu ơi, âu ơi, từng lời mẹ ru bên nhịp vắng đông đưa là lời ca dao theo con suốt cuộc đời. Bên tai thì thầm vẫn tiếng hát mẹ tôi, mai sau nên người nhớ từng lời mẹ khuyên. Tình mẹ thương con không thể nào quên. Tình mẹ thương con như ngàn sao trên trời, thì sinh cả đời mang hạnh phúc cho con. Tình mẹ cao vời con không thể nào quên. Mẹ là vầng trăng, là ngọn nến vàng, mẹ là ánh sáng rọi đường con đi. Mẹ là vầng trăng, là ngọn nến vàng, mẹ là ánh sáng soi rọi đường từng bước con đi. Hôm nay là ngày của mẹ. Tôi đã hát cho học trò của tôi nghe. Mẹ già như chuối chín cây, gió lại mẹ rụng con đành mồ côi. Và tôi cũng nói với các em rằng các con đã thật hạnh phúc khi ở trong vòng tay của mẹ. Lúc đó tôi nghe tiếng khóc. Tôi tiến gần đến em và tôi hỏi, sao con lại khóc? Em trả lời, con nhớ mẹ. Tôi hỏi thêm một lần nữa, tiếng khóc em càng lớn hơn nữa. Em nói, mẹ con mất hồi năm ngoái. Con nhớ mẹ con quá. Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà, đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ tìm đủ mọi cách để từ chối. Lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường của các con. Đến khi tai mẹ đen sạm nhăn nheo, mẹ vẫn chưa có một lần để được đeo chiếc vòng. Anh em chúng tôi đã dành dụm tiền để chọn mua cho mẹ một chiếc vòng thật đẹp. Mẹ vẫn không đeo, cất trân trọng giữ gìn, lâu lâu lại đem ra lau chùi và ngắm nghía cẩn thận. Mẹ mỉm cười hạnh phúc. Anh em chúng tôi hỏi, sao mẹ không đeo? Mẹ chỉ mỉm cười, mẹ già rồi, tay nhăn nheo, chỉ nhìn thôi mẹ cũng thấy vui. Nghe mẹ nói, anh em chúng tôi vô cùng xúc động và không ngăn được dòng nước mắt. Alo, alo, tao nói mày lấy cái áo trắng của tao, mày ủi giùm tao, ngày mai tao đi dự tiệc, mày nói chồng tao lấy cũng được. Mày nghe không? Nghe rõ chưa? Đi ra ngoài đi ông nội. Mày alo, nói gì vậy? Cái nói gì tao không nghe gì trơn à? Không nghe được gì trơn à? Đàn ông mày đi vô mà chấm mày gì trơn à? Mày á, đem quà của tao, mày gửi vô phòng ông bảo vệ, là ông biết của tao gửi cho má tao liền à. Trời đất ơi, tao nổi tiếng khu đó mà mày. Cái gì? Cái gì mày nói gì tao nghe? Mày nói là trưa nay má tao về thăm nhà hả? Rồi, biết rồi, vậy thôi nha. Trời đất ơi,
mất khỏi à. Đám ma, đám dỗ, đám quải tối ngày cũng cho nhạc nữa. Chết gì mà chết hoài. Còn bà nữa đó. Tao sao mày? Đàn bà con gái gì mà sầm ôm tối như mấy con mẹ bán cá ngoài chợ à. Làm hết hồn hết vía. Cái thứ mày vô duyên. Mày gặp chị hai mày chưa chào chưa hỏi một tiếng nữa. Mày làm gì mày gặp tao mày hết hồn. Đúng chú nợ. Ờ đúng rồi. Có ngày à con. Có ngại gì? Bà đừng có trù tôi nha. Bà lo bà kìa. Suốt ngày đậu chến thâu đêm suốt sáng. Tôi nói à, có ngày á. Có ngày sao? Có ngày xe riếp á, nó lại nó thỉnh bà đó. Đừng mất dạy. Tao đậu chến á, là tao làm ăn lớn. Tao giao tiếp với bạn bè tao mà thấy tao mỏi lưng không? Tao phải sung sướng đâu. Còn mày, mày sao? Tối ngày nó đi mượn nợ, rồi hả đua xe, cắn thuốc. Nè con cắn cho nhiều vô đi rồi đi đua xe đi. Có ngày nha, có ngày Chí Hòa nó kêu mày, mày đừng nói sao xui à. Mà nghĩ cũng ngộ ha. Mỗi lần á mà nhắc tới chuyện của chị á là chị xía vô chuyện của tôi à. Mà nè, gì? Hôm qua sinh nhật má, bà tặng quà chưa? Ủa? Ủa? Hôm qua sinh nhật má hả? Chứ sao? Trời tao quên mày ơi. Trời đất ơi. Nếu nghe nè, nhưng mà hồi sáng này tao có cho người đem quà gửi cho má rồi, mày lo cái gì? Con gái có hiếu quá trời quá đất. Sinh nhật má hôm qua mà hôm nay mới gửi quà là sao? Đúng quá. Là ta nói đúng thiệt chứ bộ. Biết mình người ta nói sao phải không? Nói sao? Cái thứ đàn bà là nữ sanh ngoại tộc. Tôi không biết á, má bà nghĩ làm sao á, bà đẻ ra cái thứ như bà. Trời ơi. Bởi vậy có cái thứ đàn bà như tao á, mới có thứ đàn ông của mày ra đời đó. Còn mày sao? Mày con trai út mà, con trai cưng mà. Mày gửi quà cho má chưa mày nói tao? Tôi hả? Thì đơ rồi hả con? Gửi chưa? Thì 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 sao? Tôi cũng giống chị thôi. Giống tao gì? Tôi là con trai mà, đúng không? Bận rộn. Bận rộn. Bốn ba làm ăn kiếm tiền. Ừ. Chứ đâu có như chị. Như tao làm sao đâu? Đậu chến thâu đêm suốt sáng. Mà mày làm ăn gì? Mày làm ăn lớn lắm hả? Mày kể tao nghe coi. Trời đất ơi, nghe phải không? Ừ. Nè, 5 giờ chiều á là tôi đi dự bạc ti với bạn bè nè, là đúng không? Là lớn đó. Ừ. 7 giờ, ừ, cà phê, cà pháo, đúng. 8 giờ, tôi đua xe. 12 giờ, tôi vô vũ trường ha, tôi lắc cho tới sáng. Hỏi chị nè, sức khỏe đâu mà con, ừ, bệnh luôn à. Ừ, ho lao đó con, sắp ho lao rồi đó. Dạ, em chào anh chị. Ờ, ủa, lượm về đã cưng, qua đi dạ. Biểu ơi. Nó nghe nè. Dạ. Mang, qua đây tao hỏi mày vô duyên. Tao, qua đây. Tao hỏi mày nè. Dạ. Má, đi qua đây tao chưa? Dạ. Mày qua đây. Thằng này. Buông ra. Tao hỏi mày. Mày qua chơi. Qua má chị chưa? Dạ rồi. Qua tao biểu. Dạ. Mày buông nó ra không? Cái thằng vô duyên. Buông nó ra. Tao nói chuyện đó chút xíu rồi. Dạ. Qua đây. Nó nghe nè. Dạ. Gửi quà cho má chị. Má chị có vui không? Má chị có nói gì không? Hả? Dạ. Mày á. Nói hả? Tao đập bỏ mẹ mày. Mày dám không? Nè, chị cho phép em nói. Nhà này là chị là lớn nhất nè. Chị cho phép em nói. Nói đi. Con nó dám làm gì em không? Nói em. Ừ. Chị cho phép mày nói đó. Nói đi mày. Bà dạ. Là bà nội nhà này đó. Dạ. Trước sau gì bà cũng biết à. Nói đi. Dạ anh Vũ cho phép em mới dám nói. Chị cho nói luôn đó, nói đi. Em nói nha. Nói. Anh chị gửi quà gói kỹ quá, em đâu biết trong đó có gì đâu nói. Trời đất ơi, cái thằng này vô duyên thiệt chứ. Thằng lãng nhất. Nhưng mà bà xem thiệp của anh chị xong bà. Bà sao? Bà sao? Hả, má chị sao? Bà khóc xong bà xỉu. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Má tôi càng ngày sao má càng sến dữ không biết nữa trời. Trời. Cái gì mà như phim vậy? Trời. Khóc nữa. Trời đất ơi. Tao bắt cười mày quá. Gì không biết cười? Mày viết cái gì mà má nghe cái bà xỉu, bà đọc cái bà xỉu luôn là sao vậy? Tao bắt cười quá. Dạ không. Hả? Bà xem thiệp của anh Vũ xong bà khóc. Ờ. Nhưng mà bà xem thiệp của chị á, bà khóc to hơn xong bà mới xỉu. Đó thấy chưa? Tôi nói đâu có sai đâu. Thiên hạ nó đúng á. Đẻ ra cái thứ đàn bà là nữ sanh ngoại tộc rồi. Ê, ê, không ê, có ê, nhờ ê. Được gì đâu. Ê, ê mày. Gì? Mày là em tao nghe mày, mày nói cho rõ ra. Lượm qua đây. Dạ. Qua đây. Đứng qua đây, đứng qua giữa nè. Dạ. Nói rõ ràng chị coi. Tại sao mà má của chị á xem thư của chị xong rồi khóc to hơn rồi xỉu nữa? Còn thằng quỷ kia nó viết cái gì? Đọc cho chị nghe. Nếu mày không đọc hả, tao tống cổ mày ra ngoài đường. Đọc đi. Em đọc anh Vũ với em chết sao chị? Chị cho phép đọc. Ở nhà này ngoài bà ra chị là lớn nhất. Đọc. Con nó viết cái gì trong? Bà nội nhà này đó mày. Đọc. Đọc đi em. Đọc mày.
Dạ, vậy anh Vũ cho phép mới dám đọc. Đọc lẹ mày. Em đọc nha. Trời ơi, thằng này dài giọng đá bây giờ. Em đọc thiệt nha. Tôi đạp thiệt à. Để em nhớ. À, em nhớ. Dạ, con là Vũ, con út của má nè má. Má ơi, con chúc mừng sinh nhật má. Năm nay má ăn sinh nhật trong viện dưỡng lão vui lắm hả má? Đương nhiên rồi, viện dưỡng lão đông người già là phải vui rồi mày. Mày vô viện mày đến mày. Má ơi, má cho con xin miếng đất ở dưới quê nha má. Má thì bây giờ ở trong viện dưỡng lão, con thì ở trên thành phố. Còn chị hai á, thì bây giờ lấy chồng giàu nên chị không có cần miếng đất đó đâu. Chính con xác. Thương má nhất trên đời. Con hiểu quá. Tái bút, con trai út của má. Má nhớ viết di chúc cho con nha má. Dạ. Quy Vũ. Xong rồi chị. Đó, thấy chưa? Thấy thơ tôi hay không? Hay. Thơ tôi viết hay quá mà cho nên má bà cảm động. Ừ. Má khóc là đúng rồi. Thấy gớm hả? Tự nhiên có hiếu ngang vậy đó. Tự quyết định kêu má viết di chúc để lại miếng đất cho mày. Mắc cười quá. Tao nói cho mày nghe nè. Tao dù có chồng giàu hay nghèo gì á thì tao cũng là con của má ha. Còn mày là em của tao nè. Thơm Thảo biết điều á thì tao với mày chia đôi. Còn không á hả, vợ chồng tao đổ máu với mày đó cho mày biết. Cái gì? Mày không nghe rõ hả? Gì? Nói lại. Thơm Thảo thì tao với mày chia đôi. Còn không á hả, vợ chồng tao đổ máu với mày đó. Bà muốn đổ máu hả? Thì thằng này đổ máu với bà. Bà nên nhớ, con trai á thì có quyền thừa hưởng gia sản. Còn cái thứ đàn bà như bà hả? Có chồng rồi mà còn về xúc gạo nhà má. Má, công nhận má bà có phước ghê. Bà đẻ ra cái thứ vô dụng như bà. Rồi sao mày? Rồi à, tóm lại á, mà bà viết cái gì trong thiệp mà má bà coi xong bà khóc rồi bà xỉu là sao? Ủa? Bà đọc tôi nghe, bà nói tôi nghe coi. Tao viết gì kệ tao. Còn mày á, mày tôi coi lại bản thân mày kìa. Tôi sao? Mày là con trai út, mày viết những lời lẽ chia gia tài này kia nọ, má buồn má khóc. Còn tao viết thư tao thăm má, mày hiểu không? Tao thăm má, má xúc động, má thấy con gái má lo hơn rồi. Con gái lo cho má nhiều, còn mày trai mày không có lo gì hết trơn. Mày biết má xỉu là tại ai không? Là tại mày. Xúc với chả động, nghe mắt. Mắt gì mày? Hả? Ê, biểu mày. Dạ. Bà viết gì trong thiệp vậy? Thì đọc tôi nghe rồi. Đọc em, chị cho phép em đọc, đọc cho nó nghe cho nó biết. Cái đồ đọc lẹ mày. Dài. Dạ. Dạ, chị cho phép mới dám đọc đó nha. Đọc đi cưng. Dạ, em thuộc không có sót một chữ luôn á. Đọc cho nó nghe đi cho nó biết. Dạ. Đọc lẹ mày. Con là My, con gái lớn của má nè. Con chúc má sinh nhật vui vẻ. Má ơi, con tặng cho má hộp xăm nhung mà chồng con mang từ Đài Loan về cho má. Má ăn cho khỏe người nha má. Mày thấy chưa? Mày thấy không? Mày thấy tao hiếu không? Trời đất ơi. Xăm nhung mua ở chợ Kim Biên thì nó mẹ là chợ Kim Biên. Mày đặt đài với chả lon. Nè, 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 nè. Kim Biên hay là ở đâu cũng vậy đó, là tấm lòng hiếu thảo của tao, mày hiểu không? Còn mày im cái miệng mà lại đọc tiếp em. Dạ. Má ơi, má cho con 5 mẫu và miếng đất ở dưới quê nha má. Thằng Vũ á, bây giờ nó hư lắm. Nó đua xe, nó cắn thuốc thâu đêm suốt sáng. Nên má đừng cho nó. Còn con nè, con là con gái lớn nên má cho con nha má. Con biết quán xuyến gia đình. Con đã nhờ luật sư soạn sẵn, má chỉ cần ký vô thôi là được. Con gái lớn của má, Hà My. Bà My. Gì? Công nhận lòng bà cũng ghê gớm thiệt ha. Bà định nói hết cái ba cái trò xấu của tôi á để bà lấy lòng tin của má phải không? Bà định bà hốt hết cái thẳng này phải không ạ? Bà cao cơ quá. Bà viết sẵn di chúc rồi bà nhờ luật sư luôn nữa. Được. Tôi nói cho bà hay ha. Thằng này nè. Sao mày? Không đứng yên cho bà thừa hưởng luôn ha. Mày nói tao mà mày không biết nhìn lại cái bản mặt của mày. Mày cũng đâu có vừa. Mày cũng muốn một mình mày ôm hết tài sản này hả? Mày có coi tao là chị của mày không? Sẵn đây nè. Nói luôn ha. Thằng này nè, không có con nào là chị hết, ok? Nếu mà ok á thì cho ít cho nhiều á là do cái thằng này nè. Còn thứ cả chớ như bà hả? Cực chó còn có mà chi em ra. Quất dạy. Mày thử đi, mày dám. Tao nói cho mày biết, mày đừng hối hận đi chứ.
định dành ăn nữa hả? Bà định dành ăn với tôi hả? Để tôi cho bà ăn nha. Bà ăn cho lòi cái bà không bà ra đi nha. Mày, nhưng mà mày là em của tao. Em kêu quần. Nè, tao nói cho mày biết, không có giữ ghế của tao hả? Đối mày bắt được mấy đất này. Nè, mày ngon á, mày thử mày đụng vô mấy đất đi. Vợ chồng tao đổ máu với mày đó thằng chó. Bà nói thằng chó. Tao chửi mày đó. Bà đừng có tưởng bà là chị tôi mà tốn dám đánh bà nha. Rồi sao, mày dám làm gì tao? Bà tưởng tốn dám đánh bà phải không? Bây giờ mày làm gì tao? Trời ơi, tôi là tôi. Trời ơi. Trời ơi, ngó xuống mà coi nè. Trời ơi, bà bệnh sắp chết rồi mà anh chị đó còn nồi da sáo thịt. Trời ơi, ngó xuống mà coi, con bất hiếu nè trời. Ê, mày bắt dậy. Biểu mày. Dạ. Hai bộ mày dễ đợi đây nè mày. Hả mày? Thằng này không cần chờ đợi nha. Nè, cái thằng biến khỏi nhà mày. Chuyện gia đình của tao không cần mày xí vô, ra khỏi nhà tao. Đi mày. Đi thì đi, nhưng trước khi đi á, anh chị cho tôi nói một điều. Nói đi rồi biết. Anh chị biết không, chẳng qua gia đình tôi nghèo nên tôi muốn đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền gửi về cho má tôi dưới quê á. Anh chị đâu có biết á, là tôi hằng mơ ước. Tôi hằng mơ ước á, là tôi được ở cạnh mẹ tôi lúc tuổi già. Nhưng tôi đâu có làm được. Còn anh chị á, anh chị có điều kiện á mà lại bỏ bà trong viện dưỡng lão là sao? Ê, đi ra khỏi nhà tao mày. Không cần mày về đời ha. Biết mày. Anh khỏi đuổi. Trước khi đi á, tôi có món quà muốn gửi cho anh chị. Trời ơi, mắc cười, muốn nghèo mạt riệp mà đòi tặng quà. Sớm thì ghét. Đây không phải là quà của tôi. Đây là bức tranh mà bà nhờ tôi trao tận tay cho anh chị. Tranh. Chào anh chị. Trời tranh. Tự nhiên cái bà đi tặng tranh. Trời đất ơi, không biết má nghĩ gì sao má tặng bức tranh này nữa. Vũ, qua đây tao biểu mày. Qua đây. Lẹ. Nè, bây giờ má nó tặng bức tranh này gì tao không biết trọng nha. Cho mày đó tao không lấy đâu. Trời đất ơi, cái bà già này không biết má nghĩ gì sao chứ. Tự nhiên bức tranh cổ cũ kỹ gì cũng tặng tôi. Cái thứ tôi cần á là cần tiền, cần cái tài sản này, cần cái miếng đất năm mẫu này nè. Cái bà già này không biết bà nghĩ bà lẫn hay sao á trời. Má. Má. Ê, má. Má. Ơi. Trời má linh quá vậy má. Mày xin ra tao đẩy má. Má linh quá tao cũng má. Bà đi qua con trai coi. Nó sụ mình hoài tơ thằng này. Má linh quá má. Trời ơi mới nhắc má. Nhắc má cái là má tới liền luôn vậy đó. Má linh quá trời luôn má. 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 Má má linh ghê má. Con mới nhắc má là má có mặt liền luôn. Công nhận má linh ghê. Trời ơi. Gì vậy má? Má, bây giờ á, sẵn má về rồi, má nói cho con với chị hai biết đi má. Con á, là con trai, cho nên là con được thừa hưởng gia sản này phải không má? Còn chị hai á, là đàn bà con gái, nữ sanh ngoại tộc rồi phải không má? Là không có được thừa sản hưởng phải không má? Trời con ơi má. Lính ho dẫn cái đi trời. Ho gì mà ho hoài à. Bà này vô duyên à. Má đang ho thì để má ho. Tự nhiên bà kêu má nín ho. Vô duyên. Má ho tự nhiên đi má. Cứ tự nhiên má. Nè má. Bây giờ nín ho chưa? Má. Má chia tài sản cho con nha má. Im mày. Má. Gì vậy? Con là con gái của má mà phải không má? Má lúc nào má cũng phải thương con nhiều đúng không má? Má phải tính sao chuyện này cho nó rõ ràng đi nghe má. Còn nếu không á hả, con mà đem chuyện này ra tới pháp luật á thì đừng có trách con à nghe. Đó má thấy không, gái má có hiếu dữ ha. Bởi con nói má, đẻ ra cái thứ đó đàn bà con gái là nữ sanh ngoại tộc không có nhờ được gì đâu. Con trai mới nhờ má. Má chia tài sản cho con nha má. Má thương má con nha má. Má nghe hết. Dạ. Má biết hết rồi. Dạ. Mấy bữa nay má nghe trong người má bệnh lắm. Nhưng mà má cũng ráng về đây.
để mà làm đúng theo nguyện vọng của hai con. Ồ thiệt không má? Trời ơi con mừng ghê vậy đó. Trời ơi má, giờ con mừng dễ sợ luôn. Công nhận má dễ thương quá. Dễ thương ghê vậy đó, con mừng dễ sợ luôn á. Phải nói ha, phải nói từ ngày mà gửi má vô viện dưỡng lão á, cái má dễ thương ghê má. Trời đất ơi, dễ thương quá má. Má giúp con, má phải chia đều nghe má, chia tài sản cho con nghe má. Má chia. Dạ. Má chia hết cho hai con. Dạ con mừng dễ sợ luôn vậy đó. Nhưng mà trước khi má chia Vũ. Dạ. Nín hồi đi má, nín đi má, nín hồi con nha. Con lượm cái tranh đó lên đây cho má. Cái đó hả má? Dạ, lượm liền má. Lượm. Má, nè má. Mày làm từ từ mày, chúng má mày. Đây là cái tranh của ba con để lại. Má muốn hai đứa con phải coi cho thiệt là kỹ. Coi đi, coi cho thiệt kỹ. Ba con có dặn má phải giữ cái này. Khi nào các con cần á thì trao lại cho các con. Trao lại. Cái này sao má? Bức tranh này hả? Bức tranh này. Ê, cái này ba nói má nó mà ba trao cho tôi mà bà dặn mày đừng xé, mày đừng. Bà đi vô chi mà. Vậy mày xé ra đi. Mày xé ra coi có gì trong không vậy? Bà vô chi mà. Đó, má nó ba để cho tôi mà. Ba dặn cho tao cái chứ bộ. Không phải mình mày đâu, xé ra đi, xé ra. Lẹ coi, tôi tấm hình gì? Hình gia đình mình nè bà My. Trời đất ơi. Mày nó vô. Ôi hồi xưa tôi đẹp trai quá ha. Đẹp trời ơi, hồi xưa ba má mình giàu ghê không? Tự nhiên cho mày đi sửa đâu mày mốt mày như thật luôn rồi thấy không? Bà có duyên quá ha. Bà nhìn kỹ rồi bà đi. Cái mỏ bà như con chuột vậy. Nghe khen ai? Má đẹp cho mày, má đứng rồi má đẹp. Thôi không giận má ha. Hồi xưa má đẹp ghê bà. Mà sao bây giờ má? Má cũng đẹp đi mày. Mày cái thằng. Má. Hồi xưa má đẹp. Bây giờ qua bên kia mày. Lão má. Tao ở bên này, mày bên kia, qua bên kia. Bà. Hai con đã coi kỹ cái hình này rồi phải không? Dạ. Thì bây giờ phía sau này có cái thơ của ba con. Má muốn hai con hay đọc kỹ cái lá thơ này của ba con. Chắc lá thơ chưa gia tài vậy mày ơi. Đọc đi Vũ, đọc nha, lấy thơ ba đọc Vũ. Má đợi con chút má. Tao nói nãy có thư mày không tin tao gì chưa à. Tao nói rồi. Bà đọc hay tôi đọc? Mày đọc đi. Dở ra hai chị em mình đọc. Bà cầm này đi. Hay liền mẹ đi. Thằng vô viên mày. Mày My. Gì? Lẹ lên. Rồi. Đọc. Nè. Khởi mình và hai con. Tôi cảm ơn mình đã sanh cho tôi hai đứa con thật xinh xắn và ngoan hiền. Tôi cảm ơn và mang ơn vợ chồng anh chị Tư đã cho mình cơ hội khai thác hoa màu trên đất của anh chị. Những gì mình làm ra thì mình sở hữu. Còn đất đai canh tác và mảnh đất nơi mình ở vẫn là sở hữu của vợ chồng anh chị Tư. Mình và hai con nên nhớ, đừng bán một miếng đất nào mà có lỗi với vong linh người cưu mang gia đình mình trong lúc gia đình mình không chốn dung thân. Dẫu cho anh chị Tư có qua đời thì mình và hai con cũng phải chờ con của anh chị Tư ở nước ngoài về trả lại. Sở dĩ tôi viết lá thư này để sau bức tranh là để cho mình giữ lại để nhớ những lời tôi dặn khi tôi không còn trên cõi đời này. Đó là tâm nguyện cuối đời của tôi. Xin mình và hai con hãy thương tôi, đừng làm gì có lỗi với ân nhân cứu sống gia đình mình trong khi mình đói khổ. Chúc mình và hai con mạnh khỏe. Sao vậy Vũ? Sao vậy? Mày hỏi má. Làm sao tôi biết? Mày hỏi má đi. Má. Má. Má nói cho tụi con biết là bức thơ này là giả phải không má? Má, cái này không, má, này là giả phải không má? Má à, cái này má gạt tụi con phải không má? Cái này không phải thật phải không má? Đúng rồi phải không má? Má biết hai con không tin đâu. Nhưng đây là sự thật. Trời chắc ơi. Là hai con quán má lắm phải không? Dạ, tụi con không có quán giận gì má hết á. Nhưng mà tại sao tới giờ này má mới nói cho tụi con biết vậy má? Sao má giấu tụi con vậy má? Má à, má không chia gia
gia tài cho tụi con, má không bán miếng đất này là người ta giết vợ chồng con chết đó má. Con thiếu nợ người ta nhiều lắm má biết không? Má, má, má không thương gì em con hả má? Má thương con đi má. Vì dạ Vũ. Dạ. Có cha mẹ nào mà không thương con khi phải mang nặng đẻ đau và cứu mang 9 tháng. Ngày hai con chào đời, ba má vui mừng khôn xiết. Nhớ năm Vũ lên 2 tuổi, làng mình lũ lụt, cuộc sống khó khăn quá. Ba má phải bồng bế 2 con đi tìm nơi khác để sinh sống. Các con biết không, làm cha làm mẹ khổ sở lắm. Cơm không đủ no, nhưng phải làm sao cho con mình được no lòng. Đau ốm bệnh hoạn cũng không dám nghỉ ngơi, phải làm sao để có tiền cho con mình ăn học. Nhưng mà biết là vậy rồi má ơi. Ba má sống nơi đất khách quê người mà khó khăn cực khổ. Lúc đó vợ chồng bác Tư mới thấy tội nghiệp quá, hai bác mới cho mượn miếng đất đi ba má lo cày cấy mà kiếm quê lợi nuôi 2 con. Biết là vậy rồi má ơi, nhưng mà con mắc nợ người ta nhiều lắm má ơi. Má cứu con đi má ơi. Phải bây đó. Bây giờ con nói má nghe này nè. Bác Tư thì cũng đã chết rồi phải không má? Con bác Tư thì ở bên Mỹ đâu có ai biết đâu. Phải bây rồi. Giờ mới bán đi. Phải má bán má giúp, má giúp con đi má. Người ta cũng không biết đâu má ơi. Thằng người ta có trách má đâu đó, mà má. Đi má thương con đi má. Con mắc nợ người ta nhiều lắm á má. Má không thương con hả má? Má thương. Má thương 2 con nhiều lắm. Thương thì má bán đi má. Nhưng mà má không thể làm sai lời di nguyện của 3 con. Trời bởi ơi. Vì bác Tư là người ơn của gia đình mình. Bác ấy đã cứu mạng cả gia đình mình mà con. Nhưng mà bác Tư chết rồi, má bán có sao đâu. Đúng rồi, bác không, Tư không, chết không. Rồi má. Má đợi con của bác Tư về đây, má trả lại miếng đất. Trời này ơi. Má không có muốn có lỗi với bác Tư, với có lỗi với 3 con. Chết tụi con rồi. Đó là chết. Đạo đức phải có của trong con người ta con à. Nhưng mà không, các con yên tâm đi. Ba má có dành dụm được một số tiền, má sẽ đưa hết ra để cho các con trang trải nợ nần. Đây nè, đây là số tiền ba má dành dụm bao nhiêu năm. Má, các con lấy đi. Má cho con hả má? Má cho con nha má. Con trai má. Má con trai má, má cho con đi má. Má cho hết, má cho. Con trai má. Má cho con trai má. Má cho hết. Con con trai má, má cho con. Má cho tôi. Má cho chị má, tôi con trai con. Má cho chị má. Má cho chị má. Má cho chị má. Má cho tôi mà. Má cho tôi. Má cho tôi. Má cho tôi. Hai hai em. Hai em mà muốn gì? Hả? Tôi ra cho. Bà sao vậy bà? Má cho tôi mà. Má cho tôi. Em không bà. Bà ơi bà, không, anh chị ở đâu mà dành tài sản đi. Bà chết rồi kìa. Bà ơi bà. Má. 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 Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi, má tỉnh chị đi má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ơi. Bà chết rồi. Anh chị là 2 đứa con bất hiếu. Có mỗi người mẹ mà không lo được, để cho bà đau lòng và lên đau cơ, lao tim bà chết. Anh chị không xứng đáng là con của bà đâu. Anh chị có biết số tiền nãy giờ anh chị giành giật là ở đâu mà có không?
đó là số tiền mà hằng ngày ở trong viện dưỡng lão bà phải lụm từng cái vỏ chai bà bán mà dành dụm tiền cho anh chị đó. Bà bệnh mà không dám buông thuốc, bà đói mà không dám ăn, vậy mà anh chị không biết. Anh chị chỉ biết có tiền, mà anh chị đâu có biết rằng mình đã đánh mất đi một người mẹ. Một người mẹ mà lúc nào cũng yêu thương và nghĩ đến hai con. Cho dù hai con của mình lúc nào cũng đối xử tệ bạc với bà. Bà ơi, Lượm, em nói là tiền của má chị lụm từng những cái lon ở trong trại dưỡng lão mà đưa cho chị với Vũ hả Lượm? Thật vậy đó hả Lượm? Má ơi, má ơi, con có lỗi với má. Má ơi, má ơi, sao má không quán trách tụi con đi má ơi? Con ơi, một điều con ước nhỏ nhoi bây giờ, con chỉ muốn má sống lại với tụi con thôi. Con không muốn gì nữa hết. Con sẽ đem má về, con gửi má vô trại dưỡng lão nữa đâu. Má ơi, xin lỗi má, má ơi, má tỉnh lại với tụi con đi. Má ơi, con không tin đó là sự thật má ơi. Con mất má thì còn sao má ơi? Hỡi người đời, hỡi những đứa con bất hiếu, hãy coi đây là một bài học về tình mẫu tử thiêng liêng mà chúng ta đang có. Má ơi, con muốn được trở về với má như những ngày tuổi thơ, được theo mẹ ra đồng mà lên chợ. Má ơi, má ơi, con xin lỗi má. Vừa điều và nhiều nữa, cho em bốn mùa gì ngon.
dễ sợ, mà trái nào cũng thiệt dễ thương. Dương của ba cái trồng thì dễ sợ, mà trái nào cũng thiệt dễ thương. À, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bài hát Vườn Cây của bà cũng đã khép lại chương trình Trái Tim Nghệ Sĩ số 2 với chủ đề Hiểu Tử. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bộ phận âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật hậu đài. Cảm ơn tất cả các bộ phận hair, makeup đã giúp chúng tôi hỗ trợ chương trình này. Kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Trái Tim Nghệ Sĩ cuốn số 3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lòng mẹ đã muốn nói lớn lên một thông điệp bất biến theo thời gian. Có thể nói, nhân loại có bao nhiêu con người thì thế gian cũng có bấy nhiêu bản tình ca về mẹ. Nhiều nhất có lẽ là những bản tình ca không lời, vì không có bút mực nào có thể nói hết lòng mẹ thiêng liêng hơn chính những trái tim hiểu và cảm thông được những nỗi niềm của mẹ. Trong cuộc sống ngày nay, vẫn còn có nhiều bà mẹ bất hạnh, sống đơn độc trong những viện dưỡng lão, những trung tâm nuôi dưỡng người già. Xã hội và những tấm lòng hảo tâm đã dang rộng vòng tay chăm sóc những bà mẹ bất hạnh. Không ít những tấm lòng nghệ sĩ đã sẻ chia, bù đắp những đau thương trong cuộc đời của những người mẹ bất hạnh. Không đợi đến mùa vu lan báo hiếu, không đợi đến đêm vần trăng này, rất nhiều nghệ sĩ đã cùng nhau mang tình thương, hơi ấm đến với những bà mẹ đang sống ở trung tâm nuôi dưỡng người già. Mỗi bà mẹ đáng thương đều có mỗi hoàn cảnh khiến lòng ta tan nát. Vì sao trong cuộc sống ngày nay vẫn còn có sự thờ ơ, vô nghĩa của những người con muốn bỏ rơi cha mẹ? Xin hãy nhớ trong đời, mẹ là tất cả. Mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành lớn khôn. Từ những cơn đau xé ruột đến những nước mắt mồ hôi, mẹ đều cho con hết. Đường con đi, đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua đều là của mẹ. Một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu đựng. Không có mẹ, làm sao con được biết máu chảy trong người con có phải cũng do mẹ sẻ chia? Vậy mà đã có rất nhiều bà mẹ đã bị bỏ rơi. Vầng trăng kia luôn tỏ sáng, luôn tha thứ để hướng về các con thương yêu của mình. Xin hãy nhớ, không có gì lớn hơn mẹ nữa đâu. Hãy nói tiếng yêu mẹ khi mẹ còn có thể nghe được điều ấy. Thank you.
Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng hun đúc tinh thần gia tộc. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi con người. Mà xét cho cùng, ai không đối xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình thì không trông mong gì họ sẽ sống tốt với tha nhân. Bất hiếu với cha mẹ mà tốt với người ngoài, đó chỉ là cầu lợi lộc cho bản thân mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu sống trong luân thường. Chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn có cha mẹ bên cạnh, ta hãy tự nhủ, đừng quên bổn phận làm con. Cà rốt, thiếu mấy cái thì cà rốt. Ở đây hành cũng thiếu nữa nè. Kính chào quý vị. Trái tim nghệ sĩ chúng tôi có chương trình từ thiện gồm có các tiết mục là phát quà, nấu ăn, chăm sóc sức khỏe của người già. Chúng tôi cũng tự biết là sức của mình nhỏ, cho nên chỉ có đóng góp một chút ít cho xã hội. Nên những việc làm trong khả năng chúng tôi như giúp đỡ người già bệnh hoạn thì chúng tôi sẵn sàng. Trái tim nghệ sĩ chúng tôi rất là mong mỏi các bác, các cô, các chú được nhiều sức khỏe và sống thật vui vẻ. Đây là một động lực cũng như là một niềm vui. Thực sự là Vũ cũng không biết nấu, nhưng mà có bao nhiêu công sức thì phụ bấy nhiêu, cũng như là dành tình cảm cho một cái gì đó gọi là mình yêu mến. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Vâng, hãy nói đi khi những người con không nghe thấy những xót xa của mẹ, mãi đi tìm ở phía trời xa những danh vọng phù du, để rồi chính mình đã đánh mất gia sản quý giá của tạo hóa. Đó là tình mẹ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Võ Minh Lâm cùng với cô Tú Trinh, ca sĩ Khu Hy Vũ và ca sĩ Thi Nhung đến tỉnh xá Ngọc Quang để thăm và tặng quà cho các bác, các cô, các chú. Dạ, như quý vị đang thấy ngày hôm nay thì chúng tôi đã nấu ăn và đến thăm hỏi đến từng các cô các chú. Và như một ví dụ, đây là một hoàn cảnh của một cô cũng vừa bị câm lại vừa bị điếc, không thể tự mình ăn được. Chính vì thế mà ca sĩ Khu Hy Vũ đã phải đút từng muỗng súp để cho cụ có thể ăn dễ dàng hơn. Đây không phải là chúng tôi rồ hay là PR hoặc là chứng minh điều gì đó để PR cho chương trình, mà đây chính là những tấm lòng
của tất cả các nghệ sĩ ở trong cuốn DVD Trái Tim Nghệ Sĩ muốn dành tặng cho tất cả những anh đời bất hạnh. Mong rằng mọi người sẽ mau chóng vượt qua những khó khăn, những vất vả trong cuộc sống để chúng ta hòa nhập với xã hội, hòa nhập với cộng đồng. Phải khổ đau trăm lần, một lòng hy sinh chỉ cần em hạnh phúc ấm êm. Vậy mà người ta từ nơi đâu đi ngang qua thôi mà cũng làm cho em quên đi bao ân tình lúc xưa. Phận mình trai quê chẳng bằng ai mới như thế này, đồng tiền sang tay đã làm anh giờ phải đắng cay. Vì người đổi thay bỏ rơi anh để theo ai sang giàu, rồi người còn lý do nói rằng anh hại lúa quê mùa. Trái quê thì sao, chẳng lẽ anh không biết đớn biết đau? Chắc cũng do anh nghèo nên bây giờ em vội vàng bước mau. Thà như lúc ban đầu hai ta đừng hẹn thề với nhau. Giờ em muốn làm sao, em yêu ai anh cũng không âu sầu. Trái quê mà anh có trái tim không biết dối biết gian, chỉ biết yêu chân thành, yêu ai rồi anh một lòng thủy chung. Giờ em đã không cần, thôi anh đành gạt nước mắt anh. Chúc em đi yên lành, mong là em sẽ không mắc sai lầm. Trái quê chẳng bằng ai mới như thế này, đồng tiền sang tay đã làm anh giờ phải đắng cay. Vì người đổi thay bỏ rơi anh để theo ai sang giàu, rồi người còn lý do nói rằng anh hại lúa quê mùa. Trái quê thì sao, chẳng lẽ anh không biết đớn biết đau? Chắc cũng do anh nghèo nên bây giờ em vội vàng bước mau. Thà như lúc ban đầu hai ta đừng hẹn thề với nhau.
Giờ em muốn làm sao, em yêu ai, anh cũng không âu sầu. Trai quê mà anh có trái tim, không biết dối biết gian, chỉ biết yêu chân thành, yêu ai rồi anh một lòng thủy chung. Giờ em đã không cần, thôi anh đừng gạt nước mắt anh. Chúc em đi yên lành, mong là em sẽ không mắc sai lầm. Trai quê mà anh có trái tim, không biết dối biết gian, chỉ biết yêu chân thành, yêu ai rồi anh một lòng thủy chung. Giờ em đã không cần, thôi anh đừng gạt nước mắt anh. Chúc em đi yên lành, mong là em sẽ không mắc sai lầm. Chúc em đi yên lành, mong là em sẽ không mắc sai lầm. Chúc em đi yên lành, mong là em sẽ không mắc sai lầm. Giờ này em còn ở đây. Em không thể phụ bạc anh được. Em đã từng nói nếu em phụ bạc anh thì em sẽ chết bên chiếc cầu mà chúng ta đã từng hẹn hò. Bộ mấy người á, tính để cho tôi già, tôi xấu xí rồi mới chịu cưới tôi hả? Đâu có đâu. Anh hả, thương em muốn chết luôn á. Làm sao mà không cưới em cho được. Anh tính hả, cái mùa thu hoạch lúa này xong nè, anh hả, kêu má anh á kiếm người mai mối qua cưới em liền luôn, hiểu không? Ơi, mà mấy người có thương tôi đâu mà kêu cưới với hỏi. Nói vậy mà nghe được á hả? Sao? Người ta thương anh muốn chết à? Phải không đó? Thiệt mà. Nếu như á không lấy anh thì em cũng không lấy ai hết, ở vậy với mẹ thôi à. Còn nếu như á em phụ tình anh thì em nhảy xuống con sông này để tự tử đó. Trời đất ơi, con gái dưới quê á mà nhảy sông sao chết được. Nè, anh hay quá ha. Quen tôi 3 năm rồi đó. Anh cũng biết là em không có biết lỗi mà. Ha, anh quên. Xin lỗi, anh không nhớ là em không biết lỗi. Ghẹo em hả? Hay quá ha. Xô cái đứa này giờ. Ê,
cũng gần tới nhà rồi. Ui, cái gì đó? Chị ta lại. Em làm gì vậy? Hả? Đúng rồi. Mở cửa làm cái gì? Mở. Hả? Đứng lại. Đứng lại. Nghe qua nói nè. Đứng lại. Em. Đứng lại. Kìa. Em đang đám cưới mà bỏ đi đâu vậy hả? Không có cưới hỏi gì hết. Ở đây. Tôi muốn làm vợ của ông. Ê. Trả đồ cho ông đó. Ê. Nói gì vậy vậy? Trời ơi, má em giả cho qua về làm vợ mà. Nhà tôi nghèo. Ừ. Thì nên nó phải mượn tiền của ông thôi. Đi chữa bệnh cho tía tôi. Tụi quá. Thì tía tôi chết rồi. Ông muốn cái gì? Muốn em về đi qua. Em mà muốn gì á thì xuống dưới mà lấy. Tụi tôi trả nợ cho ông luôn. Không sao mà, trời ơi, sao không gãi cho qua đi gãi cho Hà Bá vậy? Đừng mà. Ông nói gì? Ông mướn một bước nữa là tôi đang đó. Hả? Đừng. Anh Đông ơi, em xin lỗi với anh. Cứu. Dòng tô ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa. Giờ đã xa nhau duyên không trọn đành lỡ hẹn, lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở. Thương người em gái nhỏ ngày theo trong lên xe hoa. Thôi em xin em đừng có buồn, xin em đừng có buồn. Tình nào không cay đắng, tớ duyên sẽ hoài mà không chọn. Con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn. Em ơi xin em đừng dối lòng, xin em đừng dối lòng. Ngày vui sao em khóc, em lên xe hoa đưa lối về. Khóc cho duyên lối thề em về đi. Mình quá thương nhau duyên không tròn càng đau khổ. Mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng dòng tô. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở. Đố người nào bước vội mà không lẽ quên. Không thấy đắng, tớ duyên sẽ hoài mà không tròn. Con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn. Em ơi xin em đừng dối lòng,
đừng dối lòng. Ngày vui sao em khóc, em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề em về đi thôi biệt ly. Mình quá thương nhau duyên không tròn càng đau khổ, mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng dòng tố. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đâu người nào bước vội mà không lệ hoen đôi mi. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đâu người nào bước vội mà không lệ hoen đôi mi. Tình lúc vừa quen như cánh đồng đầy hoa nở, đâu người nào bước vội mà không lệ hoen. Lửa ấm mẹ hiền ơi,